Hi, xin chào tất cả các bạn. Mình là Nhân BB và mình xin chúc tất cả các bạn một ngày mới thật là nhiều vui vẻ nha. Trái tim. Yêu. Ok các bạn ơi. Và ngày hôm nay, Nhân BB sẽ sở hữu sức mạnh của bàn tay Hoki. Động vào cái gì nhá? Nè, nguy hiểm tới đó luôn. Động vào cái đồ vật gì là đồ vật đó tiêu luôn anh em ơi. Tiêu luôn. Ok các bạn nha. Đây chính là cái bàn tay của con Hoki. Nhưng cái bàn tay này nó là màu tím, không phải màu xanh và màu đỏ anh em ơi. Ảo ma Canada. Rồi bây giờ anh em hãy xem sức mạnh của Nhân BB khi sở hữu bàn tay nguy hiểm này nhé. Ok. Rồi. Trời ơi, cái bàn tay này nó kéo dài ra các bạn ơi. Việc của chúng ta là hạ gục mấy thanh niên nính đỏ kia anh em ơi. Trời ơi, nhưng mà nó dài quá. Cái khoảng cách nó quá xa nên là cái tay của Nhân không chạm được vào người hắn anh em ơi. Bây giờ anh em nha, sẽ đấy, chúng ta sẽ nhắm vào những cái màu tím này. Một phát. Rồi. Con nợ này, từ á, bình tĩnh, mình phải nhắm chuẩn cái này đã. Đù không được rồi. Bây giờ nhắm thẳng vào tay này nhá. Này ô, vẫn không được này. À đây, trên đây. Ngu. Rồi, mình đang tiến từ từ đến anh em ạ. Đấy. Rồi. Tên này thì đang ngủ anh em ơi. Anh em nhìn mặt con đó là gãy gỗ kìa. Nó có hai cái răng gì buồn cười vậy. Bạn ơi, mình chạm vào bạn là bạn đi luôn. Bạn ơi, một bạn ra đi. Yes. Wow. Ui, tên đại ca của chúng kiểu. Ê, bọn chúng nó tấn công mình kìa anh em ơi. Tấn công tôi á. Nhìn mặt bạn có vẻ nguy hiểm đấy. Wow, tên này là tên Đức Vua. Tên vua xấu xa. Bạn ơi. Xong, wow. Cái bàn tay này nó cực kỳ dính luôn anh em ạ. Nó chạm vào cái đồ vật gì á, là dính cái đồ vật đó luôn. Thế mới kinh dị nhá. Vỗ mông à. Nó cắn quá nhiều quân anh em ơi. Ok, mình sẽ sử dụng quả bom anh em ơi. Ok, ta có quả bom ở đây thôi. Úi giời ơi. Ui, có bom. Vượt nhanh con nó nổ toang rồi. Wow. May ai, trình mình cao đấy anh em ạ. Chậm tí nữa nó có bom nó nổ ra tung người rồi. Nổi nó cháy đen mặt đen xì rồi. Bạn ơi, cánh tay của Hoki đây này. Bùm. Trời. Bùm. Wow. Bây giờ mình vứt thằng này trời. Wow. Bùm. Ôi trời. Bay xa bay cao nào em ơi. Ở kia có hai tên anh em. Mình sẽ lấy cục đá đây. Ui, cục đá đây không lấy được anh em ơi. Ui, nguy hiểm. Đây. Cháu đây. Chào đây. Rồi, bây giờ mình sẽ nhặt cục đá đây anh em ơi. Tặng bạn một viên đá. Ui, cái này khá quá anh em ơi, nó né được anh em ạ. Này, bạn lần này bạn né hộ mình cái đấy bạn ơi. Còn tên kia nữa, đứng ở trong kia. Này, ui. Wow. Đỉnh của đỉnh luôn anh em ơi. Vứt phát nào trúng phát đó luôn. Sao mình giỏi thế mình ơi, mình không cần mình neo trèo làm gì trong mềm. Mình vứt phát nào được phát đó luôn. Wow. My god, tất nhiên là người màu xanh à. Bạn ơi, màu xanh này. Bọn nó không có tuổi với mình đâu anh em ạ. Tên vua đang ở trên kia anh em ơi. Mình đang, trèo này đây. Bạn vua, ui giời. Bạn vua, ui cái tay mình ngắn quá anh em ơi. Không vươn tới được nó, rồi. Bạn vua này, quá yếu đuối. Không còn ai bảo vệ nữa rồi. Đấy giời, bạn ơi, tay như kiểu tay mình có chất độc ấy. Chạm vào văn là nó toang luôn. Gì chết nhé răng luôn đi. Sợ thực sự. Wow, mình có cái gì này. Wow, mình có một cái thanh gươm hay thanh giáo gì anh em ơi. Ôi ghê đấy, nhưng mà mình phải bật quảng cáo mới có nha. Bây giờ mình đang kiếm tí tiền á. Khi có tiền rồi mình sẽ lấy nó cho mà xem. Lần này đại ca của chúng chính là thanh niên màu hồng nam tính anh em ơi. Xem nào, vào shop thế nào. Ui. Đây rồi, có 150 tiền là sẽ được mở một cái anh em ạ. Rồi ok, mình sắp đủ rồi. Bây giờ mình mới có 100 tiền thôi. Let's go. Đến đây bạn ơi. Cho mình xin cái tuổi nó ba thanh niên lính nhai nháp này, mình khử một phát được luôn. Vứt một phát là nó bắn ra luôn anh em ơi. Easy game. Rồi. Lao mở cái cổng này. Wow, lấy cái trái bom này. Oh my god. No anh em ơi. Giời ơi. Ây nhà cái này. Trời ơi, cái bom này không nổ anh em. Bom phải xem quảng cáo mới nổ được. Được rồi, tên khổng nổ xanh kìa anh em ơi. Ok, nhìn nó đi đến đây sợ thế nhỉ. Ui. Ui, không chạm vào nó anh em ạ. Cái này nó có độc, mình phải bắt buộc phải dùng cục đá để tấn công nó anh em ạ. Mình không chạm vào nó được anh em nha. Tên này có vẻ nguy hiểm đấy. Đấy. Chúng ta mà chạm vào tay của tay ta và cái
tên người màu xanh đấy chúng ta cũng bị nhiễm độc luôn anh em ạ. Ơ cái gì kia? What? What? Trời ơi, đến gần đấy bạn ơi, bạn bay lên trời. Nhưng bạn ơi, bạn bay lên trời. Trời nó bay cao bay xa luôn anh em ơi. Sợ chưa? Sợ chưa bạn ơi? Bạn ơi, bạn sợ chưa? Wow. Wow. Ở đây có con ngựa này, mình lấy con ngựa được không? Ồ, không lấy được con ngựa này à? Trời ơi, con kỳ lân anh em ơi. Đừng lấy được con kỳ lân đó thì tốt biết bao. Wow, chúng ta phá hỏng được nó, chúng ta không lấy được nó anh em ạ. Tưởng mình cưỡi được con ngựa đấy thì hơi bị phê. À, nó chạy kìa. Ờ, chạy à, bạn ơi, chạy đi đâu à con sâu này. Ôi, nó đang chạy nha, nó mà chạy tới cái vòng xoáy xoáy kia thì nó sẽ chạy được nhanh em nha. Bây giờ mình sẽ bắt nó cho anh em xem. Chạy đi đâu, vỗ mông, vỗ mông, vỗ mông. Chạy là gặp anh chú chạy bằng niềm tin này đúng không anh em? Tuổi gì ăn nhân đúng không? Quá easy game. Wow, lần này tên vua này có vẻ giàu hơn anh em ơi. Hắn ngồi một cái lâu đài cực kỳ to luôn nha. Ok, được rồi, bạn đi ngon rồi. Nhưng mà trước tiên mình sẽ phải đổi vũ khí đã. Lên, wow. Vũ khí hàm răng anh em ơi. Vũ khí hàm răng này, cái này thì thôi team bạn chỉ có thua thôi. Anh có cái răng ở đây. À, bom, bom rồi. Bom ơi, ơi, bom rồi. Răng, 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 cạp các bị cạp. Các mi cạp, các mi cạp, mi cà mi, cà mi, cà mi, cà mi, tỏi luôn, mấy tên này nồi ra, cút hết ra. Ê, tên người khổng lồ màu xanh này, tên này phải nhặt viên đá đấy anh em ạ. Đó, đây tên màu xanh này phải đáp, đáp cái cục đá này mà ăn. Ui, nó không bị sao kìa, thôi rồi, khử ní mấy tên này trước đã. Đây, 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 bạn ơi, xong nó nhặt tiếp tên này lên, rồi. Đây, bạn ơi, ui trời ơi, anh không cần động vào chú luôn nha. Anh vứt mấy cái tên lính của chú là chú đi luôn chứ không cần động vào nha. Đấy. Easy game. Wow, thanh niên vua đây rồi các bạn ơi. Oh my god. À bạn, bạn vua này có vẻ nó trâu. Ui máu nó có máu nhá. Một viên. Wow, đẩy nó ra này, vua này màu xanh nó khỏe lắm. Hai viên. Hai viên này, hai viên này. Ui tên này máu thật đấy. Nó vẫn đến nó tấn công nhân anh em ạ. À, bạn ơi cho mình xin cái tuổi. Ui trượt rồi, trượt rồi, trượt rồi. No. No. No, trời ơi. Tưởng bạn thế nào cũng chỉ là bình thường thôi đúng không anh em? Đấy, easy lắm. Tiếp tục chiến tiếp nè, tiến tiếp nè, tiến tiếp nè. Này có tiền, này có tiền. À đủ, lại vỡ mông. Ui nữa này. Trời ơi, team bạn có cả. Từ từ, từ từ, à, mình phải. Mình phải ấy đã, lấy lại cái bàn tay, sức mạnh của bàn tay đã. Team bạn bây giờ có cả những cái thanh niên có cả lá chắn này cơ anh em ạ. Ghê đấy, ghê đấy, ghê đấy, ghê đấy. Ná chắn với chúng tôi à? Này thì ná chắn. Ui chết rồi. Khỏe thế nhỉ? Này thì ná chắn. Ui. What? What? Ui là chắn khỏe thế nhỉ anh em. Rồi đấy là chắn của bạn rồi. Bạn ơi, bạn ơi, tôi lấy là chắn của bạn rồi. Trời ơi, tưởng bạn thế nào cũng bình thường thôi. Từ từ ra mình sẽ nhặt thêm nhiều lên. Ui lấy em ơi, chưa lấy được cái lá chắn của nó nha. Từ đã phải lấy cái lá chắn của nó. Lấy cái lá chắn của bạn này. Bạn này trả bạn luôn. Mình lấy của bạn xong mình lại trả bạn luôn. Chứ mình có làm gì đâu. Trời ơi, mà sao mà bạn căng đúng không anh em? Lên nào. Ui cái này có vẻ căng nha. Căng nha, căng nha, căng nha, căng nha, căng nha. Trèo vào đây đã. Rồi. Ui có bom rồi. Không thấy có bom nữa à. Ui bắt cua kiểu này nó hơi bị ghê nhá. Ơ xa thế. Đây rồi. Ngay trên đây cứ tìm ở đâu anh em ơi. Đây rồi. Đây rồi cánh cửa. Cánh cửa mày mở toang ra. What? Cái gì thế? Cái gì thế bạn ơi? Bạn, ôi chết rồi. À! Vẫn ôi chết rồi. Rồi rồi ok. Đây, chào đây. Ui, may mà cái tay mình giải lấy trộm. Lấy trộm cái kia này, bạn ơi. Bạn ơi, bạn khóc à, bạn ơi. Bạn ơi, bạn khóc à. Bạn ơi, bạn khóc này. Mấy thanh niên này không có là chắn thì chỉ biết khóc thôi anh em nha. Rồi, lần này thì có vẻ hơi bị đông nha. Đông nha, đông nha. Anh em để mình. Mình bắt được tên này không? Có bắt được tên này không? Bắt, bắt mì, bắt mì. Ui, có vẻ hơi khó bắt anh em ạ. Rồi bây giờ thì ta đến đây, ta bắt mì đây. Tên, à tên kia là chắn anh em để mình nha, để mình thể hiện xem. Để mình thể hiện xem. Rồi, đáp qua cái lá chắn này. Piu, không được anh em ạ. Khó phết nha. Để xem nào. Piu, why? Trời ơi, tí nữa thì được này. Rồi để mình, để mình được. Chúng đi. Ui không sao kìa. Ô ghê nhỉ, ghê nhỉ, ghê nhỉ. Bạn ơi, bạn ơi, bạn ơi, bạn, bạn không có lá chắn này. Ui chết rồi. Rồi hai tên này còn đang. Bụp. Wow.
một phát đi hai tên luôn. Anh em thấy trình nhân cao. Rồi còn tên vua này nữa, mình phải nhặt cái này đã. Ơ kìa, what, trời ơi, anh Nhung thực sự. À được rồi, được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Chúng đi. Rồi. Yeah. Yeah. Tưởng thua anh em ơi, nhưng cuối cùng vẫn thắng. Ok anh em nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết cái clip của Nhân BB. Các bạn ơi, các bạn yêu ơi, hãy cho mình xin một like và một lượt đăng ký kênh nha, giúp mình có động lực lan nhiều clip hơn nha. Bây giờ và xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo của Nhân BB nha. Chào mọi người. Trời ơi, bàn tay con này nguy hiểm quá. Hoki hoki, sợ thực sự luôn. Hẹn gặp lại anh em nha.